Sự ám ảnh của board game, cuộc sống của chúng tôi bị phá hủy. Tôi gần như không nhớ được cuộc sống trước khi tìm thấy trò chơi đó vào một đêm tháng 6 đã như thế nào. Lúc đó, chúng tôi là 6 đứa học sinh cấp 3, đầu óc rỗng tuếch vì chán nản, cố gắng làm gì đó để lấp đầy khoảng trống. Đứa nào cũng có công việc làm thêm vào mùa hè, nhưng chúng tôi rất dè chừng trong việc tiêu tiền, tất cả đều muốn để dành tiền vào đại học. Sau một hồi bàn đi tính lại không biết làm gì trong ngày, chúng tôi quyết định đi dạo quanh khu phố ngoại ô. Lúc đó đã gần kết thúc một ngày bán đồ cũ. Phần lớn mọi người đã thu dọn và vào nhà, chỉ còn vài người cố nán lại bán nốt. Chúng tôi thực sự không định mua gì cả, nhưng tôi vẫn lục lọi mấy món đồ thừa mọi người bày ra. Lúc nào tôi cũng nghĩ mình sẽ tìm thấy một món đồ quý giá nào đó, nhưng cuối cùng chỉ tự hỏi tại sao mình lại mua những thứ đó. Tôi tình cờ bắt gặp một hộp giày đầy những bộ board game cũ. Tôi nghĩ có thể sẽ tìm được trò gì mới để tụi tôi cùng chơi. Hơn nữa, vì là cuối ngày nên tôi hy vọng có thể mua với giá rẻ. Ban đầu, chỉ toàn những trò chơi quá tồi tàn hoặc những trò mà tôi biết bạn tôi sẽ không thèm chơi. Tôi thì luôn là fan của board game, nhưng đám bạn lại không hứng thú lắm. Phải năn nỉ suốt mấy tháng trời bọn nó mới chịu chơi D&D với tôi, mà cũng chỉ vì sinh nhật tôi thôi. Tôi lúc nào cũng cố tìm những trò chơi mới để thu hút chúng nó. Tôi đang định bỏ cuộc thì nhìn thấy một trò chơi lạ chưa từng nghe tên, Tasks with Friends, với câu slogan, trò chơi mà bạn và bạn bè sẽ không bao giờ muốn bỏ xuống. Hộp trò chơi trông màu sắc sặc sỡ, hơi cũ kỹ, nhưng không đến mức không chơi được. Trông giống như nó đã qua tay nhiều người chơi. Tôi cố mở hộp ra nhưng các cạnh bị dán lại bằng băng keo. Cũng hợp lý thôi, ai lại muốn mấy món đồ bên trong rơi ra lung tung. Tôi không thấy nhãn giá nên đi tìm chủ để hỏi. Chị ơi, trò chơi này bao nhiêu tiền vậy? Tôi hỏi người phụ nữ, trong lúc tay vẫn mân mê hộp trò chơi màu sắc rực rỡ, không có bất kỳ logo hay thương hiệu nào. Ồ, cái thứ cũ rích đó à? Chị không biết nữa, em có đồng nào không? Người phụ nữ vừa trả lời vừa thu dọn đống đồ còn sót lại vào một cái hộp lớn. Nghe giá rẻ bất ngờ, tôi mừng rỡ lục tìm trong túi. Chắc vì thấy tôi loay hoay hơi lâu, hoặc có lẽ chị ấy muốn dễ dãi nên bảo, thôi, em cứ lấy đi. Rồi chị ấy lại tiếp tục đóng gói đồ của mình. Vậy, trò chơi này có hay không ạ? Tôi hỏi lóng ngóng. Chị chưa bao giờ chơi nó. Bạn chị Jen đưa cho chị vài năm trước bảo là bọn trẻ nhà nó nghiện trò này quá, nên chị ấy muốn tống khứ nó đi. Chị ấy nghĩ nhà chị sẽ thích, nhưng rồi cả nhà cũng chưa bao giờ thử chơi. Chị vừa nói, vừa quay lưng lại với tôi. Tôi cảm ơn rồi gọi đám bạn đến xem món hời mình vừa kiếm được. Vừa nghe tôi gọi, lũ bạn đã tò mò nhìn sang, nhưng khi thấy tôi cầm board game trên tay, thì ánh mắt háo hức ban đầu của chúng vụt tắt. Chúng nó đảo mắt, biết ngay tôi sẽ rủ chơi game. Kate, mày biết bọn tao không thích board game à? Aaron cáu kỉnh nói. Thôi nào các cậu, cả ngày cứ kêu chán mà. Ít nhất cũng thử đi, trò này trông có vẻ hay mà. Tớ còn chưa chơi bao giờ nên chúng ta có thể học cùng nhau. Tôi cố gắng thuyết phục và dần dần thấy đám bạn bắt đầu tỏ ra tò mò trở lại. James bước tới, ra hiệu muốn xem hộp trò chơi trên tay tôi. Tôi đưa cho cậu ấy, hy vọng rằng nếu James chịu chơi, những người khác cũng sẽ chơi theo. Vừa cầm hộp game, tôi thấy ánh mắt của James chuyển từ nghi ngờ sang phấn khích. Trò này có vẻ hay đấy, đi về nhà tao chơi nào. Cậu ấy hào hứng nói, giọng vui vẻ hơn thường ngày. James bắt đầu chạy về phía nhà mình, tôi bám theo ngay sau, còn đám bạn lững thững theo sau, nhìn khó hiểu vì không hiểu sao James, đứa ghét board game nhất, lại đột nhiên hào hứng như vậy. Chúng tôi về đến nhà James, bước vào cửa và gặp mẹ cậu ấy. Bà tỏ vẻ ngạc nhiên vì đứa con vốn lãnh đạm của mình, đột nhiên vui vẻ lạ thường. Khi chúng tôi còn chưa kịp nói gì, đã nghe James gọi từ dưới tầng hầm. Cả bọn chạy xuống cầu thang, thấy trò chơi đã được bày ra sẵn sàng trên sàn, James ngồi trên chiếc gối chăm chú đọc hướng dẫn với vẻ mặt đầy tập trung. James, bọn mình thật sự sẽ chơi trò này à? Bree rên rỉ. Ừ, chơi đi. Tao hứa là chỉ cần ngồi xuống và bắt đầu chơi, mày sẽ thấy vui ngay thôi. Tao đã tranh thủ đọc luật trong lúc bọn mày tới đây. James vừa nói, vừa sao bài lần cuối cùng. Sau vài phút tranh cãi qua lại, cuối cùng ai cũng ngồi xuống và sẵn sàng chơi. James bắt đầu giải thích luật chơi trực tiếp từ tờ hướng dẫn. Mỗi người chơi bắt đầu với quân cờ của mình ở ô xuất phát trên bàn cờ. Lần lượt từng người rút một lá bài từ trên cùng của bộ bài.
Mỗi lá bài sẽ có một nhiệm vụ. Nếu hoàn thành nhiệm vụ đó, bạn sẽ được di chuyển số ô tương ứng với số đã ghi trên lá bài. Khi bạn rút được một lá bài, sẽ có từ bí mật hoặc công khai ở trên đầu lá bài. Nếu là bài bí mật, đừng đọc to lên. Nhiệm vụ này phải được thực hiện mà không ai phát hiện hoặc nghi ngờ hành động của bạn. Ví dụ như, nắm tay ai đó, hát một bài hát, xúc phạm ai đó, v.v. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mà không bị ai bắt gặp. Nếu ai đó nghĩ rằng bạn đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật, họ có thể hét lên lừa đảo. Nếu bạn bị bắt quả tang, bạn phải lật lá bài ra và nhiệm vụ thất bại, không được di chuyển quân cờ. Ngược lại, nếu người hô lừa đảo tố nhầm, họ phải lùi lại một ô. Người bị tố sai vẫn giữ lá bài và tiếp tục cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Khi hoàn thành nhiệm vụ bí mật, bạn có thể tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành và di chuyển quân cờ của mình theo số ô đã ghi trên lá bài. Còn nếu rút được lá bài công khai, bạn phải đọc to nội dung lên. Những lá bài này sẽ yêu cầu những việc như đọc bảng chữ cái ngược, không được nói ờ hay à cho đến lượt tiếp theo, hát karaoke giả chết trong một phút, v.v. Một số lá bài có giới hạn thời gian và yêu cầu cụ thể. Tất cả sẽ được ghi rõ ràng trên lá bài. Người chơi nào đưa quân cờ của mình đến cuối bàn cờ trước sẽ thắng. Trò chơi sẽ bắt đầu với người nói dối gần nhất rút lá bài đầu tiên. Sau đó sẽ lần lượt theo chiều kim đồng hồ. Chúc các bạn chơi vui. James gấp tờ hướng dẫn lại và để nó bên cạnh. Hỏi mọi người xem có ai có thắc mắc gì không. Không ai nói gì, có vẻ như mọi người đã hiểu luật, court, hoặc là họ chưa thực sự quan tâm đến trò chơi. Được rồi, bắt đầu thôi nào. James hô to, nhưng chỉ nhận lại những cái nhìn trống rỗng. Nào mọi người, tớ vừa mới đọc luật xong mà, ai nói dối gần nhất sẽ rút lá bài đầu tiên. Cả bọn vẫn im lặng. Không ai muốn tiết lộ lời nói dối gần đây của mình. Thật là ngớ ngẩn. Thôi được, tớ sẽ bắt đầu. Tớ đã nói với mẹ là Henry không đi chơi cùng bọn mình khi tớ rời nhà. Thế đó, tớ sẽ đi trước. Bree lầm bầm khi cúi người rút lá bài đầu tiên. Cô ấy liếc nhìn lá bài rồi đảo mắt. Thật là ngớ ngẩn. Sao mình lại chơi trò này nhỉ? Nào Bree, chắc cũng không tệ đến thế đâu. Cậu có thể đọc to lên không? Henry hỏi, đoán rằng lá bài đó hẳn phải khá xấu hổ. Bài công khai, giả làm bò trong 3 phút. Bree ném lá bài xuống và nhìn Henry bên cạnh với vẻ mặt khó chịu, không muốn thử. Cả nhóm bắt đầu cười và cổ vũ, hô vang tên cô ấy, nài nỉ cô thử. Sau khoảng 1 phút, Bree đành chịu thua, bò xuống sàn bằng tay và đầu gối. Lúc đầu, cô ấy rất khó chịu, lườm Henry đầy tức tối. Nhưng khi thời gian trôi qua, tôi có thể thấy cảm xúc của Bree dần thay đổi. Khi đồng hồ điểm hết giờ, cô ấy vẫn chưa dừng lại ngay, vì lúc đó cô ấy đang cười rất to. Thật là vui. Ai đó di chuyển quân cờ của tớ lên một ô đi. Henry, đến lượt cậu rồi. Bree nói trong tiếng cười khúc khích, hứng thú hẳn lên. Henry nhìn cô ấy, không thể tin nổi. Cậu ấy đã quá quen với vẻ lạnh lùng của Bree, nhưng lại thích thú khi thấy trò chơi này làm cô ấy thay đổi. Henry rút lá bài của mình. Cậu làm động tác khóa miệng và lắc đầu. Tôi, Bree và James hét lên phấn khích, trong khi phần còn lại của nhóm không hiểu chuyện gì xảy ra khiến chúng tôi vui đến thế. Vì Henry rút phải lá bài bí mật, đến lượt AJ. Cô ấy cũng cười theo, nhưng rõ ràng chỉ là để tránh trông ngốc nghếch vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. AJ rút lá bài của mình và đọc to. Bài công khai. Cô ấy nói với giọng khô khan, cố gắng quan sát biểu hiện của những người còn lại khi chúng tôi ăn mừng lá bài công khai của cô. Nó bảo mình phải nhảy jumping jack cho đến lượt tiếp theo. Cô đứng dậy và cả phòng reo hò cổ vũ, trừ Aaron. Khi AJ chuẩn bị nhảy, cô nhìn Aaron một lúc lâu. Tôi đoán lúc đó cậu ấy cảm thấy như mình là người tỉnh táo duy nhất trong căn phòng và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau một giây lưỡng lự, AJ bắt đầu nhảy. Aaron nhìn xung quanh. Chúng tôi đều chờ đợi đầy hy vọng xem cậu ấy sẽ rút lá bài nào. Khi Aaron cuối cùng cũng nhặt lá bài của mình lên, AJ vẫn đang cười khúc khích khi làm những động tác nhảy jumping jack. Xin lỗi, là bài bí mật, Aaron nói với giọng hồi hộp, cả nhóm hân hoan mừng rỡ vì lá bài bí mật ấy. Có vẻ đến lượt tớ rồi. Tôi vừa định ngả người về phía trước để rút bài, thì bị Henry nhanh chóng đứng phắt dậy và lao vào AJ, vật cô ấy xuống sàn, làm gián đoạn màn jumping jack của cô, tạo nên một tiếng thịch lớn khi cả hai đập xuống đất. Henry, cậu làm cái quái gì vậy? Cậu bị sao thế? Aaron hét lên, giọng đầy nghiêm túc nhưng sau đó cố gắng nhịn cười. Tớ hô lừa đảo vì cú tackle đấy, Henry. Bree vừa cười vừa tuyên bố. Được rồi, tớ bị bắt rồi.
Henry cười đáp, vẫn đang nằm trên người AJ sau cú tackle. Cả hai cười ngượng ngùng, mặc dù rõ ràng cú ngã vừa rồi khá đau. Nhưng cậu phải thừa nhận là nhiệm vụ đó hơi khó nhằn đấy chứ. Tôi lại cố gắng bắt đầu lượt của mình, nhưng Aaron đã nhanh chóng chen ngang. Ha ha! Nhiệm vụ hoàn thành. Tớ đã hét lên với Henry mà không bị phát hiện. Tớ được di chuyển 2 ô. Aaron nói với vẻ đắc thắng khi di chuyển quân cờ của mình tiến thêm 2 bước trên bàn cờ. Chúng tôi tiếp tục chơi suốt nhiều giờ liền. Sau khi hoàn thành ván đầu tiên, ai cũng muốn chơi lại, rồi lại chơi tiếp. Và cứ thế, tôi nhìn quanh bạn bè mình mà không thể tin nổi. Cảm giác thật không thể tin được khi cả nhóm của tôi lại thích thú với một trò chơi board game. Giấc mơ đã thành hiện thực. Sau nhiều năm tôi nài nỉ họ cùng chơi với mình, cuối cùng điều đó cũng đến. Bình thường, trong những buổi tụ tập như thế này, đến khoảng 10 giờ tối là Bree và Henry sẽ lén ra ngoài tìm góc khuất để hôn hít, AJ thì về nhà ngủ sớm, còn lại tôi, Aaron và James ngồi lúng túng tìm cách giết thời gian khi chỉ còn 3 người. Nhưng tối đó, đã là 2 giờ sáng và tất cả chúng tôi đều kiệt sức hoặc nhận được cuộc gọi từ bố mẹ yêu cầu phải về nhà ngay, nếu không sẽ gặp rắc rối lớn. Tất cả chúng tôi về nhà, nhưng không ai ngủ được. Chúng tôi nhắn tin đến 5 giờ sáng, chỉ để nói về trò chơi. Chiến lược, những khi nào có thể chơi lại, những khoảnh khắc hài hước trong đêm ấy. Không ai trong nhóm có thể ngừng nghĩ về trò chơi. Những ván đầu tiên khá đơn giản, không có nhiệm vụ nào quá hoang dã và dù rất yêu thích trò chơi, nó vẫn chưa chiếm hết toàn bộ cuộc sống của chúng tôi. Chưa. Vì lần đầu tiên chúng tôi chơi trò này ở nhà của James, nên cuối cùng trò chơi được để lại đó, mặc dù nó thuộc về tôi. Cả nhóm thường xuyên tụ tập tại nhà James, nên việc để trò chơi ở đó cũng hợp lý. Khoảng 10 giờ sáng hôm sau, nhóm chat của chúng tôi bắt đầu nổ tung với những tin nhắn hỏi khi nào có thể gặp nhau hôm nay. Vì đó là mùa hè, và chúng tôi vẫn là những thiếu niên, hoặc là phải làm việc vào buổi sáng, hoặc là ngủ nướng đến tận trưa. Nhưng không phải tôi. Tôi luôn dậy sớm, chờ bạn bè thức dậy để có việc gì đó làm, hoặc kiếm chút tiền nhờ công việc dẫn chó đi dạo. Nên tôi đã sốc khi thấy tất cả mọi người đều đã dậy, và ai cũng tuyên bố không phải đi làm. James không có việc làm lúc đó, nên cậu ấy tất nhiên là rảnh, nhưng việc cả nhóm đều không bận là chuyện hiếm hoi. Chúng tôi gặp nhau tại nhà James lúc khoảng 11 giờ sáng hôm đó. Ai cũng háo hức chơi trò chơi. Chúng tôi đã chơi liền 10 ván trong ngày hôm đó. Nhiệm vụ chỉ đơn giản, như nói chuyện bằng giọng lạ, không được nói một số từ nhất định, làm nhào lộn, không có gì quá kỳ quặc. Chúng tôi nhận ra rằng dù chơi bao nhiêu ván, vẫn chưa có lá bài nào lặp lại. Điều này kỳ lạ vì có lẽ bộ bài chỉ có khoảng 200 lá, nhưng dù đã chơi hàng chục ván, mọi lá bài đều mới toanh. Tôi biết mình có lịch dắt mấy con chó đi dạo tối hôm đó, nhưng tôi nhắn tin cho chủ của chúng để hủy. Không đời nào tôi bỏ lỡ khi tất cả bạn bè đều đang hứng thú với một trò chơi board game đến vậy. AJ nói rằng cô ấy có ca làm lúc 4 giờ chiều, nhưng đến giờ đó, cô ấy đi ra một góc phòng và gọi điện xin nghỉ làm. Cô ấy không nói gì với chúng tôi hay bàn luận gì về chuyện này. Chỉ đơn giản đứng lên, đi ra góc phòng, gọi điện cho quản lý, rồi quay lại chơi như chưa có gì xảy ra. Không ai chú ý đến việc đó. Sau vài phút, AJ lớn tiếng tuyên bố, nhiệm vụ hoàn thành, rồi di chuyển quân cờ của mình lên 3 ô. Chúng tôi bối rối nhìn nhau, không hiểu nhiệm vụ của cô ấy là gì. Trên lá bài ghi, gọi điện xin nghỉ làm. Chúng tôi ngạc nhiên khi thấy lá bài này. Đây là lần đầu tiên một nhiệm vụ liên quan đến điều gì đó ngoài các người chơi. Cả nhóm sau đó đều hủy mọi kế hoạch còn lại trong ngày. Dù chỉ có AJ là người duy nhất hoàn thành nhiệm vụ cho điều đó. Đến khoảng 11 giờ đêm, tức là chúng tôi đã chơi suốt 12 tiếng đồng hồ. Bree chỉ ra rằng cả ngày chúng tôi quên không ăn gì. Nghĩ lại, tôi nhận ra mình cũng hầu như không uống nước và chỉ vào nhà vệ sinh một lần duy nhất. Mọi chuyện bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát vào tối hôm đó. AJ rút phải lá bài yêu cầu cô ấy phải vào tủ quần áo cùng người chơi bên trái và hôn người đó trong 5 phút. Và tất nhiên người chơi đó là Henry. Bree không vui vẻ gì với điều đó, nhưng cô ấy hiểu rằng mọi người đang rất nghiêm túc với trò chơi này. Cô bảo rằng cô không thoải mái với nhiệm vụ này, nhưng Henry khăng khăng rằng đó chỉ là trò chơi và không có ý nghĩa gì cả. Nếu họ thực hiện nhiệm vụ này, cả hai sẽ được cộng 4 điểm.
AJ và Henry đứng dậy và đi tìm một chỗ kín đáo để thực hiện nhiệm vụ. Trong khi đó, Bree hoảng loạn, gào lên rằng cô sẽ chia tay Henry nếu anh ta thực sự làm điều đó. Mối quan hệ của Henry và Bree chưa bao giờ hoàn toàn rõ ràng. Họ không thích dùng những từ như bạn trai hay bạn gái, nhưng ai cũng biết họ là một cặp. Aaron cố gắng can ngăn. Anh nói rằng việc này không đáng và mọi người nên dừng lại, nhưng dường như AJ và Henry không hề do dự. Bree ngồi bệt xuống thảm, nước mắt bắt đầu chảy khi cô nhìn chằm chằm vào điện thoại, đếm từng giây trong suốt 5 phút đau đớn ấy. Tôi nghĩ mình sẽ nghe thấy tiếng hôn hoặc không nghe thấy gì cả, nhưng thay vào đó lại là tiếng thì thầm, rồi khóc lóc và la hét. Họ chỉ ở trong tù khoảng 2 phút trước khi loạng choạng bước ra ngoài. Thế đây, Henry, tôi không thể tin nổi anh lại làm điều đó chỉ vì một trò chơi. Chúng ta chia tay. Bree nói, gương mặt ướt đẫm nước mắt và đỏ bừng. Henry im lặng bước đến ngồi cạnh AJ. AJ cũng đỏ mặt, có vẻ xấu hổ. Dù ba người bạn của tôi vừa trải qua điều gì đó mà tôi không thể hiểu nổi, họ vẫn bình tĩnh nhìn James, gật đầu ra hiệu cho cậu ấy rút lá bài tiếp theo. Không ai di chuyển quân cờ của mình, rõ ràng là họ đã thất bại trong nhiệm vụ hôn nhau trong tủ quần áo. James chần chừ rút một lá bài và tự đọc. Đúng lúc đó, Bree, AJ và Henry đồng thanh hét lên, nhiệm vụ hoàn thành. Rồi nhìn nhau với vẻ mặt bối rối, họ vứt lá bài của mình xuống và đồng loạt di chuyển quân cờ lên. Lá bài của Bree ghi rằng, chia tay với Henry. Lá bài của Henry ghi, làm AJ khóc. Và lá bài của AJ ghi, nói với Henry rằng cậu yêu anh ta. Những lá bài này đáng giá nhiều điểm hơn hẳn so với nhiệm vụ hôn nhau. Vì vậy nhiệm vụ hôn bị bỏ qua và mỗi người tự hoàn thành nhiệm vụ của riêng mình mà không cần trao đổi với nhau. Họ đều thấy cơ hội để giành được nhiều điểm hơn và đã nắm lấy nó. Ngay sau đó, mọi thứ trở lại như bình thường. Các cô gái ngừng khóc và bắt đầu cười đùa về việc hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Khoan đã, các cậu có thấy có gì đó không ổn ở đây không? Không ai thấy kỳ lạ khi những lá bài bắt đầu gọi đích danh tên của chúng ta sao? Chưa kể, chúng còn tương tác với nhau để cố gắng gây ra những điều tồi tệ. James đột ngột nói. Ngay lúc cậu ấy nói xong, cả nhóm dường như đóng băng tại chỗ. Chúng tôi nhìn nhau, nhận ra mình đói và mệt đến mức nào. Nhìn quanh căn phòng, tôi thấy sự bừa bộn mà chúng tôi đã tạo ra. Bree nắm lấy tay Henry với ánh mắt buồn bã, dường như đang nhận ra rằng họ đã làm tổn thương nhau chỉ vì một trò chơi. Tôi nhìn xuống cánh tay mình và thấy những hình vẽ nguệch ngoạc bằng bút dạ Sharpie mà tôi đã vẽ lên để được di chuyển một ô trong một ván chơi trước đó. Tôi nhìn thấy quần jeans của Aaron đã bị cắt thành quần shorts bằng kéo của trẻ em. Tôi nhìn đôi chân của James và nhận ra cậu ấy chỉ cạo một bên chân, trong khi chân còn lại vẫn còn đầy lông. Nhìn AJ, tôi thấy trên tay cô ấy có một vết bầm tím lớn. Tại khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy như một kẻ nghiện ngập đang cố gắng cai thuốc. Tôi biết trò chơi này đang hủy hoại chúng tôi. Tôi muốn dừng lại nhưng cảm giác như không thể. Tôi có thể thấy ánh mắt của bạn bè cũng mang cùng cảm giác đó, sự thèm muốn được chơi thêm một ván nữa, chỉ một ván để có lại cảm giác hưng phấn từ trò chơi ngu ngốc này. Tớ nghĩ chúng ta nên tạm dừng trò chơi này mọi người. Nó bắt đầu trở nên kỳ lạ và vượt khỏi tầm kiểm soát, tôi lẩm bẩm, cố gắng tìm sức mạnh để nói ra điều đó. Đó như thể bạn vừa nói với một kẻ nghiện rượu rằng bạn sẽ lấy đi chai bia của họ. Mọi người nhìn tôi với vẻ kinh hoàng trước ý nghĩ không được chơi tiếp. Đúng lúc đó, mẹ của James bước xuống tầng hầm và sững sờ trước những gì bà đang nhìn thấy. 6 đứa trẻ nhếch nhác ngồi thành vòng tròn, trông như vừa trải qua một trận chiến. Không chỉ vậy, cả căn hầm lộn xộn và bừa bộn. James, chuyện gì xảy ra với cái chân của con? Mấy đứa lại chơi cái trò ngớ ngẩn đó nữa à? Mẹ không thể tin nổi. Tất cả cút ra khỏi nhà của mẹ. James, con bị cấm túc. Mẹ của James hét lên trong cơn giận dữ. Chúng tôi chạy ùa ra khỏi nhà James, không nói với nhau một lời. Tất cả đều chỉ muốn nhanh chóng về nhà và kiếm chút gì đó ăn. Tôi ngồi trong bếp, tay áo dài che kín cánh tay đầy mực do những nhiệm vụ trước để lại, cố gắng ăn chiếc bánh mì mà tôi tự làm. Tôi đói ngấu. Cảm giác bụng đói cồn cào rõ rệt, nhưng mong muốn được chơi tiếp trò chơi còn mãnh liệt hơn. Đến mức tôi không thể tập trung vào việc ăn uống. Tôi ngồi đó, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh mì như thể cả thế kỷ đã trôi qua. Trong đầu tôi không ngừng nhắc nhở rằng mình phải ăn, rằng mình sẽ thấy khá hơn nếu làm vậy. Nhưng bằng cách nào đó,
ý nghĩ về trò chơi đã chiếm hết mọi năng lượng của tôi. Tôi cố gắng kiềm chế bản thân khỏi việc nhắn tin cho bạn bè. Mỗi chút tự chủ còn sót lại trong tôi đều bị thử thách. Rồi điện thoại của tôi rung lên trong túi. Không kiểm soát được, tôi giật nó ra thật nhanh, cầm trên tay trước khi kịp suy nghĩ. Là tin nhắn của James trong nhóm chat. Hey mọi người, như vậy có đủ nghỉ ngơi chưa? Tớ nghĩ tớ có thể tìm ra chỗ mẹ tớ giấu trò chơi và mang nó đến ngôi nhà trên cây cũ sau nhà ông Baker. Tôi không thể kìm nén nữa. Tôi phải chơi lại. Trước khi kịp nhận thức, tôi đã lẻn ra khỏi nhà, cố nhớ lại nơi ngôi nhà trên cây cũ nằm ở đâu. Vừa chạy băng qua khu phố, điện thoại của tôi sáng lên với những tin nhắn từ bạn bè, bảo rằng họ cũng đang trên đường. Sau một hồi chạy loanh quanh, tôi cuối cùng cũng tìm thấy ngôi nhà trên cây. Thật không thể tin nổi, tôi lại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nó, dù chúng tôi đã dành bao nhiêu thời gian ở đây hồi cấp 2. Khi đến nơi, tôi nghe thấy tiếng họ, giọng nói có phần khó chịu vì tôi là người cuối cùng đến. Tôi leo lên cái thang gỗ cũ, nhìn thấy tất cả bạn bè đang ngồi thành một vòng tròn hoàn hảo, hầu như không thể nhìn rõ bảng chơi hay chính họ trong bóng tối lờ mờ. Vào khoảnh khắc đó, một điều kỳ lạ đã xảy ra trong trò chơi. Không còn quan trọng chuyện ai thắng nữa. Điều quan trọng là phải chơi thật nhiều ván và hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ càng tốt. Bất kỳ ai chiến thắng hay hoàn thành nhiệm vụ, tất cả mọi người đều cảm nhận được cơn hưng phấn, không chỉ người thắng. Điều này khiến chúng tôi ngừng gọi nhau ra khi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ bí mật. Ai cũng vẫn giữ kín nhiệm vụ của mình vì đó là quy tắc, nhưng chẳng ai buộc tội hay chỉ trích người khác nữa. Điều này làm cho tất cả chúng tôi trở nên tàn nhẫn hơn. Tôi ngồi xuống trên sàn gỗ cứng giữa Bree và James. Trò chơi tiếp theo bắt đầu. AJ là người đầu tiên rút bài, và đó là một lá bài bí mật. Cô ấy không tỏ ra phấn khích, khuôn mặt AJ tái nhợt và sợ hãi. Thật ra, có cảm giác như bầu không khí đã thay đổi đối với tất cả chúng tôi. Không còn tiếng cười sảng khoái nữa, thay vào đó là sự sợ hãi, một nỗi sợ không thể dừng lại. Nó như một cảm giác trực giác, như có thứ gì đó bên trong buộc chúng tôi phải chơi, giống như một con virus đang lớn dần, cố gắng thoát ra. Aaron là người tiếp theo rút bài, anh ta đọc to nhiệm vụ. Nín thở trong 5 phút, Aaron thì thầm với vẻ mặt bối rối. Làm sao mà mình làm được nhỉ? Anh ta nói, cố gắng không để lộ sự lo lắng. Không phải nhiệm vụ quá khó khăn, nhưng điều khiến anh ấy lo lắng là bản thân sẽ dừng lại ở bất kỳ giới hạn nào để thực hiện nó. Aaron nói, chúng tôi cứ tiếp tục chơi trong khi anh ấy cố gắng, rồi bật hẹn giờ trên điện thoại. Anh ta hít sâu vài lần, sau đó nín thở, bịt mũi lại, tập trung cực độ, không nhìn vào bất cứ ai. Đến lượt James. Cậu ấy rút được lá bài bí mật và không thể hiện nhiều cảm xúc. Bree lo lắng rút tiếp một lá bài, và lần nữa lại là lá bài bí mật. Thực tế là tất cả chúng tôi đều rút lá bài bí mật, đến lượt Aaron lại quay về. Đã được khoảng 45 giây và Aaron vẫn tập trung cao độ. Chúng tôi không muốn ép anh ấy rút bài khi đang cố hoàn thành nhiệm vụ. Khi chúng tôi ngồi nhìn Aaron dần dần đỏ bừng vì nín thở, bầu không khí hoàn toàn im lặng. Ngoài tiếng gió thổi qua những tán cây và tiếng côn trùng rì rả ở xa, chúng tôi chỉ ngồi đó, nhìn nhau. Mọi người đều hoảng sợ về những nhiệm vụ bí mật trên lá bài của mình. Tôi cảm thấy mình phải sử dụng từng chút sức lực còn lại để không bị cuốn vào việc hoàn thành nhiệm vụ của mình. Có lẽ đó cũng là lý do khiến tất cả im lặng. Ai cũng có những nhiệm vụ mà họ không muốn làm, nhưng lại cảm thấy thôi thúc, không thể cưỡng lại. Lá bài của tôi yêu cầu tôi phải cắt đứt một ngón tay của James bằng mọi cách cần thiết. Nó có giá trị 10 điểm. Tôi không thể tin là mình lại khao khát hoàn thành nó đến vậy, nhưng tôi vẫn ngồi đó, cứng người lại, không biết phải làm thế nào. Khi nhìn James, tôi thấy cậu ấy đang nhìn Bree. Tôi đoán nhiệm vụ của cậu có liên quan đến cô ấy. Mọi người dường như đều tập trung vào ai đó khác. Tôi liếc xuống đồng hồ đếm ngược mà Aaron đang cầm và không thể tin được khi thấy rằng cậu ấy đã nín thở gần 2 phút. Chỉ vừa định nói ra thì bỗng dưng hỗn loạn bùng nổ. Mọi người lao vào nhau, tạo thành một đống người giằng co và vật lộn. Tôi không đọc được lá bài của họ, nhưng hành động của họ đã đủ rõ ràng để tôi hiểu nhiệm vụ của từng người. Tôi thì đang cố gắng tóm lấy ngón tay của James, trong khi James thì lại kéo tay Bree. Bree thì đang kéo tóc Henry. Henry thì cào cổ AJ. Và AJ thì cố mở miệng tôi để lôi lưỡi ra. Suốt 30 giây,
Chúng tôi đắm chìm trong cuộc chiến này cho đến khi Aaron bất ngờ ngất đi vì nín thở. Hình như điều này đã đánh thức chúng tôi khỏi cơn mê. Chúng tôi vội vã đến bên Aaron kiểm tra mạch. Khi nhận ra cậu ấy vẫn thở, chúng tôi lại rơi vào trạng thái hưng phấn và tiếp tục nhào vào nhau, đánh đấm không thương tiếc. Đúng lúc tôi cắn vào ngón tay út của James, một ánh đèn pin sáng rực chiếu vào qua những kẽ hở của ngôi nhà trên cây, làm chúng tôi đứng sững lại. Một viên cảnh sát ló đầu vào, nhìn chúng tôi với vẻ kinh hoàng. Ông thấy Aaron nằm bất tỉnh ở góc phòng, trong khi tất cả chúng tôi thì đang lộn xộn trong một đống máu và tóc bị kéo ra. Viên cảnh sát kéo chúng tôi ra từng người một, ném chúng tôi xuống đất, nơi một viên cảnh sát khác đặt còng tay vào cổ tay mỗi người. Chúng tôi bị thẩm vấn hàng giờ đồng hồ trong đêm đó, nhưng cuối cùng tất cả đều được thả ra khi mặt trời mọc. Không ai bị thương nặng, chỉ có một số vết cắt, bầm tím và vài chỗ tóc bị mất. Thực ra, Aaron là người khỏe mạnh nhất trong số chúng tôi. Chúng tôi bị phạt cấm túc hết mùa hè. Tất cả phụ huynh đều đồng ý rằng chúng tôi cần ngừng gặp mặt nhau vì họ nghĩ chúng tôi có mâu thuẫn gì đó. Không ai trong chúng tôi dám nhắc đến trò chơi đã ở trong ngôi nhà trên cây tối đó, vì chúng tôi không muốn bị tịch thu. Chúng tôi biết rằng phải chơi lại. Thế nhưng, họ đã nhận ra và cấm chúng tôi không bao giờ chơi lại trò đó nữa. Trong 3 tuần tiếp theo của mùa hè, chúng tôi sống trong cảnh chán trường. Mỗi người đều cố gắng lấp đầy cơn thèm chơi trò chơi bằng cách chơi các trò khác hoặc cố gắng tạo lại trò chơi, nhưng chẳng có gì giống như vậy. Vào đêm trước khi năm học mới bắt đầu, tôi nhận được tin nhắn từ James qua Skype. Phụ huynh chúng tôi cấm không được nói chuyện với nhau, nhưng có vẻ như bố mẹ tôi và bố mẹ James đã quên mất Skype. Cậu ấy bảo tôi phải sang ngay lập tức. Tôi cố gắng nhảy ra khỏi cửa sổ và chạy đến nhà James. Tôi đến nhà cậu ấy với cảm giác như đã chạy nhanh nhất có thể và leo xuống thang cứu hỏa vào basement. Tôi thấy tất cả bạn bè ngồi bên lò sưởi, nước mắt giàn giụa. Khi tôi tiến lại gần, tôi thấy họ đều phủ đầy tro. Một mớ nhỏ mảnh vụn của trò chơi nằm trên mặt đất. Cô ấy đã thiêu rụi nó. Mẹ mình đã thiêu rụi nó, James nói giữa những giọt nước mắt. Mọi người đều đang tìm kiếm từng mảnh vụn còn lại của trò chơi quý giá mà chúng tôi đã mất. Một số người thậm chí đã trà tro của trò chơi lên mặt và cánh tay, cố gắng cảm nhận lại điều gì đó. Khi nhìn họ, tôi chợt thấy một cái gì đó từ góc mắt. Tôi quay sang khu vực mà chúng tôi thường tụ tập và thấy nó. Trò chơi đang nằm đó, không chỉ là hộp, mà toàn bộ trò chơi sẵn sàng để chơi. Chắc chắn rằng mẹ cậu đã thiêu nó, James, tôi hỏi. Đôi mắt tôi trở nên mơ màng khi nhìn về phía trò chơi đẹp đẽ đang nằm đó. Chắc chắn, cô ấy đã làm điều đó ngay trước mắt mình để mình ngừng tìm kiếm nó. Chỉ vừa khi James nói xong câu đó, cậu nhìn tôi rồi nhìn theo hướng ánh mắt của tôi. Cậu ấy cũng thấy trò chơi. Tuần tiếp theo trong cuộc đời chúng tôi trở thành một cơn lốc. Sau khi mẹ James thiêu trò chơi và nó lại xuất hiện, chúng tôi đã chạy trốn với nó. Chúng tôi đã ăn cắp một chiếc xe từ mẹ AJ sau khi nhận được một lá bài nhiệm vụ cho việc đó và rời khỏi thành phố. Chúng tôi chơi trò chơi trên xe, trong những quán ăn nhanh và thỉnh thoảng ở các công viên. Đó là tất cả những gì chúng tôi làm cả ngày. Chúng tôi thậm chí ngủ quên khi chơi trò chơi, chỉ kịp ăn một gói khoai tây chiên hoặc cái gì đó nhỏ trong suốt cả ngày. Chúng tôi không dám dừng lại vì không muốn bị phát hiện. Trong suốt tuần đó, chúng tôi đã đánh mất công việc và bỏ lỡ tuần đầu tiên của năm học lớp 12. Tất cả chỉ vì chúng tôi nghiện một trò chơi board game. Tôi vẫn nhớ trò chơi cuối cùng mà chúng tôi chơi. Đó là một đêm chủ nhật muộn. Chúng tôi thực sự ở trong thị trấn, ngồi trong một cái kho cũ gần ngôi nhà trên cây mà chúng tôi đã từng ngồi trước đó. Tất cả chỉ vì trò chơi đã bảo chúng tôi làm vậy. Cho đến lúc đó, chúng tôi đã tụ tập xa nhà. Chúng tôi không muốn ở gần vì biết rằng có thể bị phát hiện dễ dàng bởi gia đình và nhà chức trách nếu quá gần. Nhưng giờ, chúng tôi đã không còn sự lựa chọn nào. Chúng tôi đã trở thành nô lệ của trò chơi. Lúc này, chúng tôi ở trong tình trạng tồi tệ. Mỗi lần bắt đầu một trò chơi mới, chúng tôi lại sụp đổ một chút. Chúng tôi ngồi xung quanh bàn với đôi mắt mệt mỏi và bụng đói, những chiếc răng thiếu và cơ thể bầm tím, đầu đau và ngón chân gãy. Xin hãy, chúng ta phải dừng lại. Mình không thể làm được nữa. Mình muốn về nhà. Bree nói khi chúng tôi chuẩn bị bắt đầu trò chơi tiếp theo. Tớ không thể tưởng tượng nổi việc không chơi trò này.
Đó là tất cả những gì tớ muốn làm. Tớ nghĩ mình có thể chết nếu không chơi nó. Tớ biết trò chơi làm tổn thương chúng ta, nhưng sẽ còn đau đớn hơn nếu chúng ta dừng lại, Henry nói với giọng khàn khàn. Các cậu ơi, tại sao chúng ta lại nói chuyện? Chúng ta phải chơi tiếp, Aaron nói trong khi cố không ho. Tớ biết chúng ta phải. Tớ chưa bao giờ ghét và yêu điều gì nhiều như vậy trong đời, Bree nhận xét. Chúng tôi bắt đầu trò chơi với đôi tay run rẩy, di chuyển chậm rãi và nín thở mỗi khi ai đó nhìn vào lá bài của mình. AJ là người đầu tiên, cô ấy cúi xuống và rút một lá bài. Cô nhăn mặt khi đọc nó trong đầu. Tiếp theo là Bree, cô lườm mắt và đọc lớn lời bài. Lá bài công khai, dội nước lên người người chơi bên phải trong 5 phút. Cả hai người đều di chuyển 8 ô, Bree nói với vẻ e dè khi liếc nhìn James bên cạnh. Chúng tôi không thực sự biết cách dội nước lên ai, nhưng chúng tôi đã đặt James nằm ngửa với chân được nâng lên và dội nước lên cậu ấy. Chúng tôi cho cậu ấy rút một lá bài cho lượt của mình trước khi Bree bắt đầu dội nước để không phải đợi 5 phút. Lá bài của cậu ấy là một lá bí mật. Chúng tôi tiếp tục chơi với những âm thanh đáng sợ của tiếng nghẹn ngào và khạc nhổ. Tiếp theo là lượt của Aaron. Cậu ấy đọc lá bài và nhăn mặt. Cậu nhắm chặt mắt rồi mở ra lần nữa, như thể đang hy vọng đây chỉ là một giấc mơ. Khi mở mắt, cậu từ từ nhìn tất cả chúng tôi, bắt mắt với từng người một. Vừa lúc đó, James hoàn thành vị dội nước và cậu cùng Bree quay lại với chúng tôi. Tôi rất mừng vì họ đã xong. Không chỉ vì tôi đã chán ghét những âm thanh đó, mà vì điều đó có nghĩa là họ đã có thể di chuyển 8 ô. Aaron đứng dậy chậm rãi. Tôi đã chuẩn bị tâm lý vì nghĩ rằng cậu sắp làm tổn thương chúng tôi. Chỉ trong chớp mắt, cậu chạy ra ngoài kho và vào chiếc xe mà chúng tôi đã ăn cắp. Tất cả chúng tôi đều nhìn nhau bối rối về nơi cậu ấy đi, nhưng vẫn tiếp tục chơi trò chơi trong khi cậu lái xe đi. Đến lượt tôi, lá bài công khai, nhảy từ mái kho xuống. 9 điểm, tôi nói lớn với giọng lo lắng. Henry và AJ nhảy lên và bắt đầu đi ra ngoài. Không ai nghi ngờ gì về việc tôi có làm hay không. Họ không sai khi đoán như vậy. Trước khi tôi kịp nghĩ gì, tôi đã đứng dậy cố tìm đường lên mái. Tôi tìm thấy lối lên mái của cái kho cao 10 feet. Tôi hít một hơi thật sâu và nhảy xuống, cảm nhận cú va chạm mạnh khi tôi tiếp đất. Cơn đau quặn thắt ở mắt cá chân phải ập đến. Tôi biết mình đã gãy. Không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi la hét trong đau đớn, nắm lấy mắt cá chân khi bạn bè kéo tôi trở lại vào kho. Chúng tôi biết rằng phải tiếp tục chơi. Henry rút một lá bài. Cậu nhắm mắt, lấy lá bài từ chồng và đưa lên mặt, chỉ hé một chút để nhìn thấy dòng chữ trên lá bài, rồi lại nhắm mắt như thể muốn quên đi những gì vừa thấy. Tiếp theo AJ cũng rút một lá bài. Dù là lá bí mật, tôi biết nó nói về tôi. Cô ấy liếc xuống mắt cá chân của tôi ngay sau khi rời khỏi lá bài. Cùng lúc James với tay lấy lá bài của mình, chúng tôi thấy Aaron bước trở lại vào kho. Chúng tôi ngồi đó, sững sờ, khi bóng dáng cậu ấy trở nên rõ nét trong cửa ra vào. Máu nhỏ giọt từ cánh tay và bàn tay, rơi xuống đất khi tất cả chúng tôi nhìn nhau. Đôi mắt cậu trống rỗng lúc đầu, nhưng sau đó chuyển sang đau đớn. Chúng tôi theo dõi cậu khi bước từ cửa vào bàn trò chơi. Máu nhỏ xuống bàn khi cậu di chuyển token của mình 30 ô. Aaron, cậu đã làm gì vậy? 30 ô. AJ lẩm bẩm trong sợ hãi. James, tớ xin lỗi, nhưng tớ phải làm vậy. Aaron rên rỉ khi ngồi xuống đất, nắm lá bài nhiệm vụ bí mật nhăn nhúm trong bàn tay đầy máu. Cho tớ biết cậu đã làm gì ngay bây giờ. Lá bài của cậu viết gì? Cho chúng tớ xem. James gào lên đứng dậy. Khi James chuẩn bị nhảy vào Aaron, Henry đã lôi từ trong túi ra vài que diêm mà chúng tôi đã sử dụng để đốt lửa trại nhỏ trong suốt thời gian chạy trốn. Tất cả chúng tôi đứng yên, chờ xem cậu ấy sẽ làm gì. Khi cậu thắp 3 que diêm và ném vào những bó rơm gần đó, làm bùng lên ngọn lửa trong kho. Không do dự, AJ đã thấy cơ hội và dẫm lên mắt cá chân của tôi với tất cả sức lực. Nếu trước đó nó chưa gãy, thì giờ chắc chắn là đã. Tôi nhìn xuống, thấy mắt cá chân giờ đã cong vẹo sang một bên. Cô ấy tiếp tục dẫm lên mắt cá chân kia, không gãy nhưng khiến tôi không thể đi lại. Cô ấy di chuyển token của mình 12 ô. Dù đang đau đớn, tôi vẫn cảm thấy một sự hưng phấn mãnh liệt khi cô ấy di chuyển được nhiều ô như vậy. Aaron đã làm rơi lá bài giữa những gì đang diễn ra. James ngã xuống đất để xem lá bài và bắt đầu khóc khi đọc to nó. Lá bài bí mật, giết mẹ của James. Di chuyển 30 ô, cậu nói với sự tức giận dâng trào. Tớ không thể tin cậu lại làm điều đó chỉ vì một trò chơi.
Làm thế nào cậu có thể làm điều này với tớ? Tớ không thể kiểm soát được mình. Cậu biết mà, tớ không thể. Đừng làm gì mà cậu sẽ hối tiếc, Aaron nói trong sự lo lắng. Ồ, tớ nghĩ rằng đã quá muộn để không làm những điều chúng ta hối tiếc rồi, James nói khi nhảy vào Aaron, siết cổ cậu ấy bằng tất cả sức lực. Dường như vào lúc đó, cậu đã thoát khỏi sự kiểm soát của trò chơi. Cậu không còn cảm thấy hưng phấn khi thấy người khác hoàn thành nhiệm vụ. Cậu chỉ cảm thấy thù hận. Thù hận như lửa đỏ. Tôi cảm thấy choáng ngợp. Kho đang cháy. James đang cố giết Aaron. Và tồi tệ hơn, AJ bất ngờ nhảy lên và đâm một con dao pocket vào bụng Bree. Giờ đây, Bree và AJ cũng đang vật lộn với nhau. Henry và tôi ngồi đối diện trong sự không thể tin vào những gì đang diễn ra. Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt chết chóc khi lấy một lá bài. Dù không phải lượt của cậu, tôi không nghĩ cậu còn quan tâm nữa. Cậu biết những người khác sẽ bị chiếm lĩnh trong một thời gian. Ngọn lửa càng lúc càng dữ dội. Tôi biết mình phải ra khỏi cái kho này càng sớm càng tốt. Vì những tổn thương ở mắt cá chân, tôi không thể đi lại. Vì vậy, tôi phải lê mình ra ngoài, mang theo trò chơi cùng mình. Tôi đã ra ngoài được vài bước và nhìn lại thấy Henry vẫn không động đậy. Cậu ấy đặt lá bài xuống bàn trước khi tôi bắt đầu kéo nó theo mình và tôi đọc được dòng chữ. Lá bài bí mật để ngọn lửa nuốt chừng cậu. Di chuyển token của cậu đến vạch đích và thắng trò chơi. Tôi đã ra khỏi kho với bộ trò chơi trong tay. Ngồi đó và chứng kiến ngọn lửa nuốt chừng Henry. Cậu không hề chớp mắt khi bắt đầu bốc cháy. Khi nhìn thấy điều đó, tôi di chuyển token của cậu đến vị trí cuối cùng để cậu có thể thắng trò chơi. Tôi cảm nhận được một sự hưng phấn mãnh liệt khi trò chơi hoàn thành. Chỉ một vài khoảnh khắc sau khi Henry bốc cháy, toàn bộ cái kho sập đổ. Với tất cả bạn bè tôi bên trong, tôi nhìn vào cái kho đang bốc cháy rồi lại nhìn xuống trò chơi. Tôi xấu hổ khi thừa nhận rằng nỗi lo lớn nhất của mình không phải là cái chết của họ, mà là không biết mình sẽ chơi với ai bây giờ. Tôi ghét bản thân vì đã nghĩ như vậy, nhưng đó là bản chất của trò chơi. Tôi cố gắng bắt đầu một trò chơi mới một mình và rút một lá bài. Nhưng đúng lúc đó, tôi thấy tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu hỏa xuất hiện bên cạnh mình. Tôi ngay lập tức bị vây quanh bởi những người đang cố gắng chăm sóc y tế, kéo tôi ra khỏi trò chơi. Tôi cấu xé và quăng người như một đứa trẻ không có cách nào thuyết phục. Tôi nhớ họ đã cho tôi một loại thuốc an thần và tôi tỉnh dậy trong bệnh viện. Tôi là người duy nhất sống sót đêm đó. Tất cả những gì tôi có thể nói với bác sĩ và bố mẹ là tôi cần trò chơi, rằng tôi phải chơi trò chơi. Đó là ý nghĩa duy nhất trong cuộc sống. Đó là lý do duy nhất tôi phải sống. Bố mẹ đã thuê cho tôi một luật sư giỏi và tôi đã thoát khỏi tất cả bằng cách biện hộ điên rồ. Gia đình chúng tôi đều biết những người quyền lực và có tiền để đảm bảo rằng không ai biết về cái chết của những người bạn. Họ thậm chí còn làm cho cái chết của mẹ James biến mất. Khi họ nói với tôi rằng bạn bè tôi đều chết, tôi không có nhiều phản ứng. Tôi chỉ liên tục hỏi về trò chơi. Khi cuối cùng họ nói với tôi rằng trò chơi đã biến mất và không bao giờ trở lại, đó là lúc tôi mất kiểm soát. Họ phải trói tôi lại vì tôi đã liên tục làm tổn thương nhân viên bệnh viện vì cơn thịnh nộ của mình. Tôi bắt đầu đe dọa nhân viên và nói với họ về những điều khủng khiếp sẽ xảy ra nếu họ không mang trò chơi về cho tôi. Cuối cùng, tôi đã phải nhập viện tâm thần. Tôi đã gào thét đến nỗi không còn một giọng nói. Hầu như không bao giờ ngủ được vì chỉ nghĩ về trò chơi và cơn thèm muốn được chơi lại. Da tôi đỏ ửng và rách nát do những cơn cào cấu không ngừng nghỉ vì cơn thèm thuốc. Sau vài tháng, tôi cảm thấy tê liệt, có thể do tất cả thuốc men họ đã bơm vào tôi, hoặc có lẽ tôi đã quá quen với cơn thèm thuốc đến mức không còn cảm nhận được nữa. Nhưng bên trong vẫn có một cơn thôi thúc không thể kiểm soát. Tôi đã học cách che giấu nó. Cuối cùng họ cho tôi về nhà. Tôi biết mình phải che giấu cảm xúc vì trò chơi. Giả vờ như không quan tâm nữa, dù bên trong tôi đau đớn khi phải nói ra điều đó. Khi bước vào phòng ngủ, tôi cảm thấy như mình bị đối xử như một đứa trẻ. Cái khung giường cũ đã biến mất, giờ chỉ còn lại chiếc đệm trên sàn. Tất cả những kệ sắc nhọn đã bị gỡ bỏ, cùng với bất cứ thứ gì có thể làm tổn thương tôi. Tôi chỉ biết lắc đầu, nhưng hiểu rằng bố mẹ tôi phải thực hiện những thay đổi này để tôi có thể về nhà. Tôi ngồi trên giường và nhìn xung quanh căn phòng. Bây giờ có một chiếc tay nắm cửa khóa từ bên ngoài để giữ tôi ở lại, cùng với những thanh chắn trên cửa sổ.
Tôi tuyệt vọng tìm kiếm thứ gì đó để chiếm lấy tâm trí mình. Và rồi, khi đào sâu trong tủ quần áo, tôi thấy nó. Cái hộp đầy màu sắc mà tôi đã quá quen thuộc, chỉ đang chờ đợi trong góc tủ, đang chờ được tìm thấy. Tôi biết nó đã trở lại sau lần đầu bị phá hủy, nhưng cảm giác như đây chỉ là một lần duy nhất. Nhưng giờ thì nó ở đây, kiên nhẫn chờ đợi tôi quay lại chơi. Tôi xé mở hộp, tự cắt giấy vào tay trong quá trình đó và bắt đầu chơi trò chơi một mình. Với tất cả những điều đó, cuối cùng tôi có thể nói nhiệm vụ hoàn thành và chia sẻ lá bài đầu tiên của tôi trong trò chơi solo này. Lá bài bí mật, truyền bá thông tin về trò chơi này trực tuyến để nhiều người tham gia cùng chúng ta. Di chuyển 20 ô. Vậy bạn nghĩ sao? Có muốn tham gia cùng tôi một ván không?